Dạ, lời đầu tiên cho phép Hạo Nhân mến chào cả nhà thân thương đang xem trên kênh Hạo Nhân nha cả nhà. Chúc cho cả nhà mình có một cái trưa thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công thành đạt trong cuộc sống nha cả nhà. Thì hôm nay Hạo Nhân có một cái thông tin rất là quan trọng mà sáng giờ cả nhà hỏi Hạo Nhân quá nhiều. Nên bây giờ Hạo Nhân phải làm một cái clip để mà chia sẻ cả nhà mình biết nha. Thì hồi tối hôm qua là ngày 1 tháng 8 2024 thì tất cả những anh em YouTube thì có anh em có mấy anh em ở đó thôi. Thì có một cái sự việc nó không có hay xảy ra. Thì mấy anh em tranh luận cũng như là tranh cãi quá nhiều. Thành ra nó để ảnh hưởng cái khu xóm. Đó, lúc đó mà chị Hồng Loan, Hạo Nhân có nhớ là lúc đó chị Hồng Loan đang live stream luôn cả nhà. Đang live. Thì ở bên ngoài gây lộn quá trời. Thì chị Hồng Loan mới nói có mấy anh em mà kiếm tiền có nhiêu đâu mà tối ngày cứ gây lộn hoài. Mốt công an không cho quay nữa rồi lại nói. Công an không cho quay nữa. Đó. Các nhà thấy không, lúc mà chị Hồng Loan đang like thì ở ngoài gây lộn. Sẵn đây Hậu Nhân nói luôn, anh em nào giận Hậu Nhân chịu. Mình đã lớn hết rồi, người thì có gia đình, người có này kia hết rồi, mình phải kiềm chế bản thân mình lại, chứ đừng có hở ra mà cứ gây lộn hoài là đâu có được. Mình muốn gây lộn, muốn làm gì mình đi chỗ khác. Cái chỗ này tất cả những cô chú anh chị đều lớn tuổi hết đang xem, và mình là một người truyền thông thì mình làm việc á thì mình phải tỉnh táo lên. Đừng có hở một cái là lên mạng nói, hở một cái lên mạng nói tùm lum hết trơn. Nói thì nói, cho anh nói thoải mái, đừng có lôi chị Hồng Loan vào trong đó. Đúng rồi nha. Rất nhiều lần hồi trước á, là mấy anh công an đã không cho quay rồi, chị Hồng Loan đã đứng ra nói rồi người ta mới cho quay. Và lúc mà chị Loan đã nói rồi á thì công an cũng lại nhắc nhở, nói thế này, mấy anh em quay thì quay, nhưng không được quay những nhà khác. Nếu mà anh em quay nhà khác ảnh hưởng tới người ta thì cấm tất cả những anh em quay luôn. Một người làm thì nhiều người ảnh hưởng, một người làm tôi đuổi hết, tôi không cho quay. Đó là cái nhất, cái đó là công an đã khẳng định. Và bây giờ nó cả nhà nghe nhiều chuyện lắm, nói hết luôn, tức rồi, nói hết. Tối đêm đó thì Hạo Nhân biết đó là có mấy anh em, có 5 anh em, Hạo Nhân không kể tên nha cả nhà, nó không ảnh hưởng anh em. 5 anh em thì có khán giả là cho, nghe anh em nói là cho 600 ngàn trên clip, vừa thấy là cho được 600 ngàn, một tờ 500 với một tờ 100 là chia thế nào không đồng đều đó. Rồi thành ra tranh cãi, rồi Thiên Ân làm clip lên, nói này nói kia đủ thứ. Đó, xong rồi mấy anh mới gây gãi, hồi tối đây gây gãi quá trời. Rồi công an lại cấm không cho quay nữa và mời cái anh mấy anh đó lại đằng kia làm việc luôn. Mời mấy kia lại đằng kia làm việc luôn. Rồi mời làm việc luôn và cấm cho quay nữa. Tại vì hổng công an đã nói một câu như thế này cả nhà. Nếu làm ảnh hưởng một thằng nào ảnh hưởng là cấm quay tất cả. Đó, nên bây giờ mấy anh đó, mấy nhiều anh suy nghĩ bây giờ tao quậy lên. Cấm không cho quay, nghỉ quay hết. Tao không được quay, tao không được gì, tao không quay nữa là tao không cho tụi bay quay nữa luôn. Bây giờ thấy không? Yêu cầu một người mà có tính toán một cái thôi, quậy lên cái là nhiều anh em không được quay. Một người làm là nhiều người ảnh hưởng. Anh em đang ở đây là bảo vệ chị Hồng Loan. Bảo vệ là bảo vệ thế nào? Có nghĩa là nhiều kênh nó tấn công thì mình thấy bất bình, mình đứng ra mình nói phản biện lại. Hoặc là mình ở trước nhà mà lỡ chị Hồng Loan nó có ai tới làm khó làm dễ gì, mình cũng có nhiều người nó cũng đỡ, người ta cũng sẽ không có dám. Hoặc là những hành động nào xấu đó mình quay hình, mình ghi hình lại thì người ta cũng sợ, mà chỉ làm đúng thôi, làm sai người ta không dám. Chứ không phải là ăn rồi đi kiếm chuyện hoài. Thật sự ở đây Hậu Nhân cũng chia sẻ cả nhà mình thật sự luôn. Thì nó đúng ra nhiều anh em á trong đầu cứ suy nghĩ là với tỷ như tao quay không được, tao quậy lên rồi tao bay khỏi quay nữa. Nhiều khi mình đâu có biết đi thế nào ở nhà. Hạo Nhân sẽ không nói anh em nào YouTube biết nhà nha, ai có tật thì chịu, ai có tật thì mình chịu. Đâu có biết thể nào biết là với tỷ như bên phía đối nghịch hay là bên phía nào đó người ta dùng tiền để người ta làm cho anh em giàu sáo đâu, đúng không cả nhà? Để không còn ai ở trước nhà Hồng Loan nữa, gì Hồng Loan nữa, đúng không cả nhà? Thì lúc đó là thoải mái hoạt động. Và Hậu Nhân xin khẳng định luôn, mai mốt đây á,
ai quậy, ai mà làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh thì các anh công an sẽ xử lý người đó, chứ không phải xử lý tập thể nữa. Tại vì một người làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Không lẽ anh đi, tại vì không lẽ anh đi bán ma túy, tôi không bán tự nhiên anh tôi ảnh hưởng theo anh sao? Anh đi gây chuyện, anh đi kiếm chuyện, anh đi gây lộn, anh quýnh lộn thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm, không ai đứng ra chịu trách nhiệm của anh hết. Người ta đang làm rất là đàng hoàng, đúng không nhà? Người ta đang, ấy da, tê dù á, người ta đang làm đàng hoàng, người ta không ảnh hưởng tới ai thì người ta sẽ không sao hết. Ai làm người đó chịu. Đừng có nghĩ là giờ tao quậy, tao làm, tao không có will, tao quậy lên cho mấy người khác khỏi quay. Vậy đâu được. Nói thật sự cả nhà, hậu nhân là hẳn giờ có will được nhiều xíu, là chẳng qua là hậu nhân cố gắng nỗ lực bản thân mình thôi. Nỗ lực hậu lực thế nào? Sáng hậu nhân dậy rất là sớm, và hậu nhân quay về rất là trễ. Một phần là hậu nhân nỗ lực, một phần là khán giả thương nhân, một phần lớn nữa là YouTube đề xuất cho hậu nhân. Tại vì hậu nhân hoạt động mạnh, cho dù kênh lớn hay kênh nhỏ, hàng nào hoạt động mạnh thì YouTube nó sẽ đề xuất hơn. Giống như mình làm công ty thôi, mình làm giỏi thì tất nhiên là bầu làm tổ trưởng, giỏi hơn nữa lên tiếp, giỏi nữa lên tiếp, không chừng lên tổng giám đốc cũng chi. Anh có, anh chịu khó anh làm, anh chịu khó học hỏi và anh đủ chí anh làm thì anh sẽ thành công, đúng không nha? Còn ai mà cứ đi kiếm chuyện, đi gây lộn, đi quýnh lộn để mà làm ảnh hưởng đến chị Hồng Loan hoặc ảnh hưởng đến anh em khác thì sau này công an sẽ xử lý những người đó. Chứ mấy anh đừng có nghĩ là tao tới đây tao quậy, rồi tao quậy một cái là không nào được quay hết. Mấy anh đừng có mơ, đừng có tưởng mình là hay, mình là giỏi, anh quậy thì anh chịu trách nhiệm. Thử quậy coi, người ta không có gì đơn giản đâu. Người ta là khu an ninh văn hóa, chứ không phải là để cho mấy anh tới đó mấy anh muốn làm gì làm đâu. Tao có vậy ăn đi nguyên khu vực của người ta. Anh là ai, anh từ đâu anh chạy tới mà anh cứ ăn gây lộn quýnh lộn kiếm chuyện hoài vậy? Gần cuối đời drama rồi, chứ phải chuyện đơn giản đâu. Ăn rồi đi kiếm chuyện giết. Tiền khán giả cho thì sẵn đây hậu nhân nói, từ đây về sau mong cả nhà đừng có cho tiền nữa, đừng cho tiền bất cứ anh em nào nữa hết, là sẽ không có gây lộn nữa, không có giành giật nữa. Còn nếu cả nhà muốn cho tiền, anh em nào cả nhà mình muốn cho, nhớ anh em tên anh em đó ở nhà cho. Tại vì nhiều cái rất là khó xử cả nhà, không phải là mình tranh giành từ miếng ăn, tranh giành từ đồng tiền, hậu nhân có hậu nhân chia. Nhiều khi nó sẽ có cái hoàn cảnh như thế này, nhiều khán giả sẽ thương những anh em quay lâu, người ta chịu khó chịu cực, người ta chia từ người ta đến là cho. Rồi nhiều người đâu đâu tự mình là không có gơ đũa cho cả nhà, nhiều người cũng mới tới hoặc là tới rồi chạy đi, nhiều khi người ta không biết người ta chia, người ta đi chia đầu trách rồi hờn. Nên á, hậu nhân nói nếu cả nhà muốn cho, biết tên nào cả nhà cho tên đó, còn không thì thôi, mà tốt nhất cả nhà đừng cho nữa, đừng có cho nữa cái gì nữa hết trơn á. Tiền thật sự đó, hoặc là ăn á, anh em rất là cần á, phải quý. Nhưng mà cứ nhiều cái nó mệt mỏi quá cả nhà ơi. Hậu nhân mong á, đây sao cả nhà, nếu mà thương anh em tức nhà, đừng có cho nữa. Đừng cho tiền, đừng cho bánh, đừng cho trái gì hết. Chỉ cho cái tình thương, xem video, like cái, cảm ơn. Có nhiều người thật sự nó đúng ra, không có quay, lâu lâu quen bữa chạy tới, ta chia cho. Có anh em mà đều ghi cho, nhiều khi cũng có nhiều cái cả nhà không có mặt đó cũng điện thoại tới, hảo nhân ơi tao có không, ủa mà anh không quay đó anh cũng đòi, thật sự khó xử lắm. Tốt nhất cả nhà đừng có cho tiền, cho quà, cho bánh, cho trái, cho cái gì, bất cứ cái nhà đừng có cho gì nữa. Xem video ủng hộ à, chủ nhân thấy không, nhân thấy mệt mỏi quá trời đất ơi, không quay cũng đòi. Nhiều khi người ta cho trong đây không cho ngoài kia, ta cũng nói rồi cũng đòi. Mình làm phải cố gắng mình khắc phục bản thân mình lên, chứ mà đừng có vì cái đồng tiền nhiều quá. Tiền ai cũng muốn, ai cũng cần hết á, nhưng mà làm sao cho nó đúng. Trời đất ơi, có đâu mà làm cái chuyện như rùi bu lớn hết trơn rồi gây lộn quýnh lộn. Vậy là sao? Dạ thì hậu nhân cũng chia sẻ ở nhà biết như vậy đó.
Thì có thông tin nào mới nữa thì Hảo Nhân sẽ chia sẻ nhà tiếp nha. Video thì cũng khá là dài rồi, cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hello anh Tư. Từ ngày sắp môi thấy môi anh Tư đẹp quá. Này mình có giữ vô hay là mình xăm lên là nó như vậy luôn anh? Ủa, wow. Cái này là hồi trước là anh Sang hút thuốc rất là nhiều đúng không? Cái môi anh bị thâm luôn. Và từ ngày chị ơi xăm lên. Xăm lên cho anh. Xăm lên cho anh. Đấy. Nhìn hai bên khác nhau, hồi trời dịch này nhìn cái đi. Nè, anh Sang xăm môi. Còn hơn tôi nữa. Hơn đúng không? Giờ đẹp hơn không? Nè nhà chị ơi, bữa đó là chị ơi xăm trực tiếp xăm cho anh Sang luôn đó nha. Rất là đẹp luôn á. Bữa nào em cũng trình dành tiền qua em xăm môi em thăm. Anh nói gì rồi thăm, em nói thăm mấy rồi thăm. Thăm á, nhìn đen quá. Thăm mà cỡ một tí với cỡ thì nguyên kìa. Em đỏ thăm, em mà đỏ đỏ mà. À, bữa trước là Hảo Nhân có quay anh Sang chị ơi xăm cho anh Sang đó nha, rất là đẹp luôn đó. Hôm nay lên cái màu đẹp quá mà hình như là bữa trước anh nhớ anh xăm là bữa trước anh Sang xăm mà cả nhà là đẹp lắm luôn. Bữa trước xăm hình như là cái ăn tôm đầu nó bị cái mỏ nó bị dính một cục luôn. Hai bữa sau anh nhậu đó tôm đó nó bị lỡ đó. Ừ. Vậy mà không sao nha. Mà trước hết cục trắng trắng ngay giữa môi à. Ở môi bông được có xăm không? Đây là chân mày thôi không? Chân mày bên nơ không? Đẹp. Đẹp. Hay sừng quá. À, anh Nguyên với lại bé Mộng Cầm về cái trước đó nha. Đi lần tàn, đi lần tàn. Đặt xe tới rồi. Anh chị đi đặt lần tàn cái là tới tới nhà luôn á. Mới vừa đặt từ nãy giờ nó tới. Đi gần mà. Thôi sẽ vô tới quỷ. Sát bên. Chào anh Sang. Mai mốt gần nhà rồi ăn hủ tiếu thoải mái ha anh Sang. Nè, công nhận là bà chủ có khác nha. Xăm môi cho chồng cái lên môi đẹp quá trời. Hổm giờ. Môi siêu tự nhiên đúng không? Siêu tự nhiên luôn á. Bữa hổm giờ em thấy cái môi em hơi đen cũng tính đi xăm. Bye. Cái tiệm phun xăm thẩm mỹ của chị Hồng Bơ là cũng gần bên đây luôn cả nhà. Sát bên đây thôi. Anh chị đi bộ về cũng được. Ngồi biết đường về không anh? Đây xe của lên tí à. Ủa đi đường nào ra tại? Như là như đi ra đây nè, về hay gì nè. À. Xe này phải không anh? Rồi, xe này của anh Nguyên. Đây là cả nhà. Mỗi một cái đường vô là có cái dán cái cột là hủ tiếu bồ viên bùm bùm đó. À mình sẽ biết cái đường mình chạy vô ha. Đường đi cái xe này đi lọt mà. Chạy tới là mình thấy cái hủ tiếu bồ viên bùm bùm. Mình chạy vô. Đây, trên tay anh đang xách ra 1 kg vô. Ký bồ viên. Đây cả nhà. Hello chị. Bắt gặp hình khắc hả? Bắt gặp từ hình khắc luôn đó chị. Ê, phải cái tí. Phải mướn nhà này đẹp nè. Đúng rồi. Nhà có, này đẹp hơn. Có đâu mướn chị. Ờ, Thái Thủy đem chở về gần xịt à. Gần xịt à. Sao đâu đi ra cái chỗ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây cả nhà. À, Linh Tý, chị Bích Trâm, anh Sang, chị ơi là chuẩn bị đi về rồi cả nhà. Chị chuẩn bị đi về này cả nhà. Đó.